Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một vài đơn vị đo khối lượng nhé. Đầu tiên chúng ta có gam. Bình thường khi đo khối lượng của một vật tương đối nhẹ, chúng ta sẽ sử dụng gam, viết tắt là g nhé. Đố các em biết đồ vật nào trong cuộc sống hàng ngày có khối lượng là một gam nhỉ? Chúng ta có một chiếc ghim kẹp giấy có khối lượng một gam này. Một thanh kẹo cao su cũng có khối lượng một gam và một tờ tiền đô cũng có khối lượng 1 gam. Như vậy chúng mình có thể thấy 1 gam rất là nhẹ phải không nào? Thế bây giờ giả sử chúng mình muốn đo một vật có khối lượng lớn hơn thì phải sử dụng đơn vị nào nhỉ? Ta sẽ có kg nhé. Chúng mình sẽ viết Kilo lô Ký hiệu là kg nhé. Và 1 gam sẽ bằng 1 phần 1.000 kg, hay ngược lại, 1 kg sẽ bằng 1.000 gram. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng mình sử dụng kg để đo gì nhỉ? Bình thường, chúng ta sẽ sử dụng kg để đo cân nặng nhé. Ví dụ, mức cân nặng trung bình của một người Việt sẽ rơi vào khoảng 45 kg đối với nữ, và 58 kg đối với nam. Ở đây chúng ta đã biết, 1 gam nặng khoảng bao nhiêu rồi? Vậy thì 1 kg nặng khoảng bao nhiêu nhỉ? Giả sử bây giờ chúng mình có một chiếc hộp như thế này. Và điều đặc biệt của chiếc hộp này đó chính là chiều rộng, chiều dài và chiều cao đều bằng 100cm. Nếu chúng mình đổ đầy nước vào trong chiếc hộp này, thì chiếc hộp này sẽ chứa đúng 1 lít. Và khối lượng nước mà chiếc hộp này chứa sẽ đúng bằng 1 kg. Nhưng mà không phải lúc nào chúng mình cũng có một chiếc hộp như thế này. Vậy để dễ dàng hơn, chúng ta sẽ đi ra siêu thị và mua một chai nước cỡ 1 lít nhé. Chai nước này nếu không kể bao bì và đóng gói thì chắc chắn sẽ có khối lượng bằng đúng 1 kg. Ở đây chúng ta đang xét đến khối lượng của nước nhé, chứ không xét đến khối lượng của vật đựng. Như vậy khối lượng của một chai nước 1 lít sẽ bằng 1 kg đến đây chắc hẳn đã có một vài bạn đoán ra được rằng khối lượng của một lít nước bằng 1 kg rồi nhỉ chốt lại nếu kê muốn đo lượng cân nặng của con người và chất lỏng thì chúng mình sẽ sử dụng kg nhé ngược lại nếu chúng ta muốn đo trọng lượng của những vật nhỏ hơn thì chúng mình có thể sử dụng gam tuy nhiên nếu bây giờ chúng mình cần phải đo cân nặng của một vật nhỏ hơn nữa giả dụ như trong bảo chế thuốc chẳng hạn thì chúng mình sẽ phải sử dụng đơn vị đo nào nhỉ? Ta sẽ có miligam nhé. Chúng ta sẽ viết là mili gam và ký hiệu sẽ là mg nhé. 1 kg bằng 1000 g. Vậy 1 g sẽ bằng bao nhiêu mg nhỉ? Tương tự, 1 mg sẽ bằng 1 một phần 1000 một g hay 1 g sẽ bằng 1000 mg nhé. Vậy 1mg nhẹ đến mức nào nhỉ? Các em hãy thử tưởng tượng 1 phần 1 nghìn khối lượng của một cái ghim kẹp hay của một thanh kẹo cao su hay của một tờ tiền thì sẽ nhẹ đến mức nào nhỉ? Rất 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 nhẹ phải không nào? Chính vì vậy chúng ta sẽ không thấy đơn vị đo mg này xuất hiện trong cuộc sống thường ngày nhiều các em nhé. Chúng ta sẽ chỉ thấy gam và kg được sử dụng nhiều thôi.